một là câu chuyện tình yêu các bạn. Họ sẽ kể về câu chuyện tình yêu của mình. Và nhớ khi họ nói, chúng ta chú ý đối phương xem có thay đổi gì về nét mặt và tâm lý trạng thái không nha. Đầu tiên, mời vị trí A. Lần đầu tiên gặp ông xã mình như thế nào? Hôm đó là em đang làm ở trong công ty, thì ông xã em tới làm công việc lặt vặt trong công ty á. Lúc đó em để ý cái tay của ảnh rất là rắn chắc, nó cứng cáp lắm. Nên em cảm thấy là thấy đây là người đàn ông có thể mình tin tưởng được, nên thì em quyết định sẽ cưa ảnh cho bằng được để làm chồng mình. Bàn tay rắn chắc, xem đi liếc đi nha, còn có tay rắn chắc không nha. Vị trí số 2. Hôm em gặp chồng em là hôm đó em và một người bạn đi xem phim. Tình cờ thì hai tụi em gặp bạn một bạn nam cùng lớp, dắt theo một anh bạn, thì giới thiệu là anh ấy có vỏ. Thì em nhìn anh ấy thì không có giống như cái lời giới thiệu, ốm mà nhét nhát lắm. Em cảm thấy là không có ấn tượng gì nhiều. Với lại em nghĩ là anh ấy sẽ có ấn tượng với bạn em nhiều hơn, tại vì bạn em xinh hơn em. Mà không ngờ sau đó thì anh ấy đã xin số điện thoại em làm quen với em. Anh ấy ốm. Chết rồi, em sai rồi. Có học võ hả? Cũng có một dữ liệu. Không có sai, có một đâu dữ liệu. Lúc đó ốm thôi, bây giờ người ta mập rồi. Đúng rồi. Chưa, cũng còn hy vọng. Xin mời cô dâu vị trí C. Dạ, em gặp chồng em vào trong em đi theo anh kết nghĩa của em vào nhà chỗ chồng em là ăn sinh nhật em gái của anh. Thì em vô thì lúc đó ảnh mới đi đám cưới về nên ảnh còn xỉn hay sao á, nó ngủ tướng rất là không đỡ được. Không đỡ được. Tại vì ảnh ngủ anh ở trần, ảnh chỉ mặc cái quần tây thôi. Em nhìn rất là trắng mà nhìn cũng vạm vỡ lắm. Em cảm thấy là ấn tượng đầu tiên là em thích. Trắng, vạm vỡ. Vậy là thích cái body của anh. Nhìn sơ sơ qua coi sao ta. Đó là ấn tượng lần đầu gặp của ba cô dâu. Còn xem ấn tượng lần đầu gặp gỡ năm chú rể vị trí số 1. Lần đầu thì gặp vợ là cái đập vào mắt đầu tiên của mình là mập, mũm mĩm, rồi nói chung là theo kiểu một nữ á. Thì mình cảm thấy hơi bị choáng. Tại đa phần là mình quen ốm không mà hôm nay thì có một cái luồng gió mà mũm mĩm thổi vào nên là mình thấy khác lạ. Chú ý là cũng muốn làm quen để coi có gì lạ không. Người ta thường nói là thử ăn thịt kho tàu thử coi nó có gì mùi vị lạ hơn là ăn xương không. Đó là ấn tượng ban đầu đó, mập là gió mũm mĩm. Mũm mĩm. Vị trí số 2. Dạ, lần đầu em gặp vợ em bây giờ thì là đi chung chơi chung với nhóm bạn, thì cái ấn tượng đầu tiên thì là chẳng có ấn tượng gì cả, tại vì vợ em thì nó hơi ú một tí. Cuối buổi thì cái lúc mà lấy xe ra về thì xe cô ấy lại để ở trong góc, mà nhìn cái hình dáng mà nó ú ú mà không chen vào lấy xe được thì thấy nó cũng dễ thương. Thế em xuống em mới dắt hộ xe. Sau một vài lần thì em có dẫn về nhà chơi thì bố mẹ bảo là con gái thì nó phải có da có thịt, mỡ mỡ một tí thì nó mới gọi là dễ đẻ. Mà em cũng theo cái kiểu dạng như là tay ba mít đít lòng bàn ấy. Thì thấy là em cũng gọi tiến tới và đến bây giờ luôn. Cảm ơn bạn. Vị trí số 3. Lần đầu gặp vợ em thì lúc đó thì em giao cơm cho công ty. Một ngày đó trời mưa rất là nhiều. Khi mà em đi giao cơm về đó, gặp cô bé đi xe tay ga đó, hắn gấp quá thì té. Thì em mới chạy tới, áo mưa thì rách hết. Em mới lấy áo khoác em chùm cho cô bé. Cô nói vậy em trả áo anh như thế nào? Nó, em không cần trả đâu, anh gửi cho em. Thì khi mà vô tình đó thì trong áo khoác thì có cặp visit của em. Cái cặp visit bán cơm của em, cái alo cho em. Thì sau đó thì ai ấy yêu. Thế sao nó nhìn vị trí A hoài vậy? Vợ anh đó hả? Tội nghiệp. Thấy thương quá. Nói chung cũng thấy thương. Nhưng mà điều gì các bạn thấy cũng chưa chắc là nó đâu nha. Câu chuyện là thật, nhưng hành động có thể là sai. Vị trí số 4. Cái ngày đó là em qua bên công ty khách hàng. Cái cảm xúc của em với vợ em thì cái ngày đầu tiên đó nó thay đổi ngục rồi. Là khi mà em tới á, thì em có chào nhưng mà không thấy cái sự thân mật với đối với mình. Thì khi mà em làm xong á, thì em lại thấy cô ấy khác, là cô ấy tiến tới, cô ấy phủi giùm em một cái con kiến ở trên người. Hai người mới trao đổi số điện thoại cho nhau. Bắt đầu từ phủi con kiến ha, từ chuyện rất nhỏ. Mời vị trí số 5. Dạ thì ấn tượng ban đầu của em đối với vợ thì duyên gặp được là do một người bạn giới thiệu. Thì ấn tượng đầu tiên là mập không mập mà ốm không ốm. Chung là cũng mũm mĩm, cũng mút mút, cũng thích. Trong khi đó thì lại mới chia tay người yêu nữa. Nên là cũng muốn thử để quen biết. Nói chung là cũng
Trong cái quá trình quen biết thì cũng có vui có buồn, nhưng mà hầu như là mọi chuyện đều suôn sẻ hết. Cảm ơn năm chàng rể. Chúng ta tiếp tục theo dõi tâm lý và trạng thái của các chú rể nha. Mời ba cô dâu, chúng ta hãy kể về những kỷ niệm đáng nhớ nhất vì Thi An. Dạ, cái lần đầu tiên mà ảnh chở em đi chơi á, lúc đó cũng chỉ là mới thôi. Thì cũng mới, cũng không dám bạo lắm. Thì em ngồi phía đây, ảnh ngồi cùng còn một khoảng. Thì đang chạy qua tới một cái ngã tư, bỗng nhiên thì phía bên kia là có một cô bé bị té. Thế là ảnh không ăn gà, ảnh két lại, là em đập vô người ảnh một cái. Rồi sau đó là ảnh gạt cống xuống, bước tới người ta giận lên, giống như là đỡ cô bé nó dậy á. Thì em thấy trời ơi, anh này sao anh ga lăng quá, đang chở gái đi sau lưng mà dám bỏ gái để đi theo gái khác như vậy. Rất gọi là mình lựa chọn này sẽ rất là ok, chứ không có sai lầm ở đây nha. Nhờ anh giúp người anh mới có người đó, chứ nếu không giúp người chưa chắc có người đâu ha. Dạ. Vị trí B. Hôm đó là ngày 14 tháng 2. Thì nhà em thì cách nhà chồng em khoảng 20-21 cây số. Lúc đó thì em có nhắn tin, em nói với ảnh là em thích đi chơi bằng xe đạp, tại vì nó lãng mạn, giống trong phim này nọ. Thì em chỉ, một là em chỉ nói đùa với ảnh. Thì ai ngờ đúng 5 giờ chiều ảnh bấm chuông cửa nhà em, thì ảnh có đi xe đạp thiệt. Ảnh chạy xe đạp lên mà mình mẩy mồ hôi nhếch nhác. Thì ảnh chở em lúc mà đi qua cái cầu á, thì ảnh chở em nổi, nhưng mà xe đạp thì chịu em không nổi, thì xe đạp đứt sên. Đứt sên thì xong rồi cái ảnh với em phải dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe. Thì ảnh có quay qua ảnh hỏi em một câu á, em thấy như vậy có đủ lãng mạn chưa? Lúc đó em cũng tức lắm, nhưng mà thấy nhìn ảnh thấy tội nghiệp, thấy thương. Thấy thương rồi sao nữa? Thương, dạ. Thương luôn tới giờ đó. Dạ, dạ, thương luôn tới giờ. Ủa mà sao tức đó. Em? Anh chở đi xe đạp mà sao em tức? Ý nó hỏi giống tức như là tức xe đạp xéo vậy đó. Tức là ảnh hỏi sốc em á, ảnh hỏi xéo em á. Chạnh lòng chứ. Tức lắm, dạ. Ủa mà bữa anh có hỏi gì anh số 3? Bữa anh có hỏi gì không? Thì xe nào chịu nổi? Ủa sao hỏi anh số 3 mà anh số 2 trả lời vậy? Sao kỳ vậy? Mình thích thì mình trả lời đó. Thích thì trả lời. Đấy. Nào bây giờ xin hỏi vị trí C. Dạ, ấn tượng nhất khi yêu của em với chồng em là cái lúc mà ảnh, nói chung là trước khi hai đứa quen nhau á, thì cũng có nhắn tin cư qua cư lại. Rồi ảnh chở vô cái khu chung cư có đèn thì le lói lắm, chỗ sáng chỗ tối. Chỗ sáng anh không đứng, anh đứng chỗ tối. Ảnh dựng chống xe, rồi lúc đó ảnh, rồi em hỏi ủa sao anh hẹn đi cà phê mà sao không đi. Cái ảnh nói thì ngồi đi, không mát xíu đi rồi mình đi. Là cái ảnh tò tay qua ảnh nắm, cái em rụt lại, cái hồi nắm nắm riết cái hôn em luôn, cái em để cho hôn rồi. Tao rồi bỏ đi. Nắm tay thì rụt lại, mà hôn thì để luôn. Hay dạ, ghê. Từ lúc đó là tụi em bắt đầu yêu nhau luôn. Cũng nhờ cái chung cư vắng vẻ ấy. Các bạn có nghi vấn ai không? Các bạn có quyền đặt câu hỏi cho người ấy để xem. Nào, cứ hỏi. Em bứng loạn. Lần đầu tiên em nghe, mới em nghe số 1 thì em nghĩ dạ. Quay số 2 cái xong em lúc nghe thì trộn vào. Lung tung quá. Rồi chủ nhà hỏi đi. Cho mình hỏi cái bạn số 2 á, lúc mà yêu nhau á, bạn thấy bạn hơi nhỏ nhắn thì bạn gái của bạn có ăn hiếp bạn không? Nói chung là cũng không ăn hiếp nhiều mà chỉ xíu xíu thôi. Tính em thì nó hiền lành từ nhỏ rồi. Chắc không, chứ thấy chả treo lắm này. Không, em chả treo vậy thôi, chứ ra ngoài xã hội thì em cũng là, nhưng về nhà thì em cũng gọi là cũng không biết ai bằng mình ấy. Mà sao tự nhiên em nhỏ vậy mà em lại thích quen bạn gái bự? Em cũng không biết thật, tại hồi nhỏ thì thích ăn thịt nạc, nhưng lớn lên thì đi ăn thịt kho tàu là toàn thịt mỡ. Bây giờ em ăn anh thấy vẫn còn ngon không? Em thấy nó vẫn hợp khẩu vị ạ, chứ chưa có ngấy. Trời ơi, giờ mà dám kêu thịt rồi. Ba rọi thịt mỡ là chết rồi. Anh thứ nhất, anh hẹn hò với vợ anh lần đầu tiên ở đâu? Cũng một ở cái nơi vắng vẻ để mình có nhiều cơ hội tấn công ha. Mình có tấn công được không? Đã hẹn vô vắng vẻ sao tấn công lại không được. Cụ có chống cự gì không anh? Chắc không đâu. Vậy lần đầu tiên gặp là đè ra hung luôn. Cái đó ăn bạc tay thiệt luôn á. Mình phải từ từ chứ, giống như là mình phải nắm tay nè, mình phải ôm nè, rồi mình phải nói gì đó mình mới. Nhưng mà có hung phải không? Có hung. Có. Đó, có hung, chủ yếu là có hung là được rồi. Có nắm tay, có tay rụt lại xong rồi hung im. Đúng rồi. Đấy, đấu đổi khách. Bạn số 2, cái lúc mà mình ra nhà xe, mình giúp bạn lấy xe, đó là xe gì? Vẫn còn nhớ con Atila màu vàng. Rồi, dòng gì? Nhưng mà hỏi dòng để mình đoán được cái gì? Dạ, không biết, tự nhiên em thắc mắc vậy thôi. Hỏi cái dạ. Gì mà nó có thể đoán được á. Dạ. Chị số chị A, lúc mà anh chồng chị đến công ty, chị làm cái gì đó đúng không? Chị nhìn thấy bàn tay vạm vỡ đúng không? Lúc đó làm cái gì? Anh đang
cầm đồ giật vậy? Cầm rồi. Cơm á? Là giao cơm cho giao ta cơm, giao cơm. Cầm cơm cần gì phải là tay lực sĩ, đúng không? Thôn thôi, nhiều khi nó nặng quá đó chị. Lỡ đi giao tạ của cửa hàng sao? Đừng nghe đối phương nha, đối thủ của mình á. Anh số 4, công việc mà hiện tại bạn đang làm đó là bạn làm được bao lâu rồi? Tầm khoảng 12-13 năm rồi. À, chắc tay cũng chắc lắm ha. Mình làm xây dựng mà. Hồi nãy bạn vị trí bằng B. Dạ. Bạn nói chồng biết võ đúng không? Biết võ mà người ốm ốm, nhưng bây giờ không ốm nữa rồi. Bây giờ năm anh lên đứng mua võ thương cái ơi. Được không? Được không? Một đường thôi. Nào, vị trí số 1. Tấn thôi, được tấn thôi sao? Bắt đầu. Tướng này khó đỡ nè. Trời ơi, mạnh mẽ quá, tướng đẹp quá. Anh muốn võ đẹp á. Em trai số 2. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Đó là có võ nha. Số 3. Khi à, mày lại gì? Đây, chào rồi, chúc đối thủ quá. À, chúc đối thủ quá. Ừ, ui cha. Ồ, qua bên số 4 chơi. Ôi, luôn trời rồi. Trời rớt, coi chừng rớt. Trời ơi. Ý cha. Ôi, xong rồi anh. Trời ơi, giống nghề quá. Ôi, nó bốc. Đó. Cái bốc xin đó mà. Bốc xin. Được. Rồi. Chồng chị B có bị cận không? Không nặng lắm, nhưng nhìn cần nhìn chữ gì đó rõ thì ảnh mới đeo kiếng. Ồ. Mà chị ơi, bây giờ có cắt len có rồi, đeo kiếng đâu quan trọng ở đâu. Nhiều khi đeo cái kính chứ có cái trồng mà không có cái trồng. À, cho em hỏi anh số 5, vợ anh hát hay không? Vợ mình không có hát hay. Giật mình luôn á. Yeah. Hỏi cái anh giật mình. Giật mình luôn hả? Vậy là chị thường hát ở nhà lắm hay sao? Có hát nhưng mà chỉ là hát riêng cho hai vợ chồng nghe thôi chứ không có hát cho người ngoài nghe. Bây giờ mình nhờ mấy cô dâu hát thử vậy xem không? Nhờ mấy cô dâu hát cho có mọi người cùng mình nghe luôn đó. Thử nào. Dạ, vỗ tay cổ vũ các bạn ơi. Bắt đầu từ vị trí C. Hát đi bạn. Hát một đoạn nào đó. Phận người con gái nữa. Bỏ bỏ. Bà đã bỏ qua đi. Cháu lên bà cho dù màu dâu. Bà thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ. Nương đây ông bà nhà mây ông bà vui cây cành là la 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 la. Rồi cái này hát ở nhà cho chồng nghe thì được. Vị trí B. Một con vịt xẻ ra hai cái cắp, nó kêu rằng cắp 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 cặp cặp cặp. Dạ hết. Vị trí A. Vị trí A. Em hát dở mọi người đừng có cười. Cười chứ chị, vui mà. Dạ cười xong đi rồi em hát. Rồi hát đi. Ok. Anh Tuấn cười xong đi rồi em hát. Anh hết cười rồi. À dạ vâng, vậy em hát ha. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Em hát. Vừa đẹp mà vừa giỏi. Bài lời hay á. Lời xúc tích. Suy nghĩ nhiều á, lâu mới ra được cái lời này. Rất triết học. Rồi, bây giờ cơ bản thì các bạn cũng đã cảm nhận nghi ngờ được cặp đôi nào. Theo Văn Anh nghĩ thì cái dữ liệu khá khớp đó là anh số 3 là và chị A là một cặp. Và chị B là anh số 2. Là anh số 2. Em thấy mỗi lần mà anh số 2 nói chị B ngồi cười cười mà có vẻ giống như là về nhà rồi sẽ biết tay ta. Hơi thâm hiểm không chị? Rồi chủ nhà. Mới vòng ngoài nên hai chị em thoải mái suy luận rồi gần cuối rồi mình mới bàn với nhau. Thì ý Cát Tường này, Cát Tường lại thấy cái cô C là với anh số 1. Tại vì cái lúc cô này có hát anh nhìn đi đâu á, anh nhìn thẳng qua bên đây luôn. Không có lịch sự. Đáng nghe quả anh chán rồi. Anh quay hẳn mặt qua bên kia luôn. Cho nên là mình đang nghi ngờ. Anh giấu cảm xúc hả chị? Đó là mình đang nghi ngờ nhất là cái số 1 với lại là cái cô C. Còn cái cặp thứ hai thì mình lại nghi ngờ cái cô A với cái anh số 5. Em cũng nghi ngờ thêm một cặp nữa, đó là cô dâu C và anh số 4. Cũng có thể. Nhưng mà các bạn có chắc chắn dám đặt cược không? Đặt cược đi em. Đặt cược đi. Hai em nếu mình cảm thấy tự tin mình đặt cược đi. Nếu mà chưa chắc thì cũng chưa. Đặt nếu mà tự tin thì nhường đội trưởng chủ nhà trước á. Mình cũng đặt cược sao hết á. Ủa vậy hả? Chờ qua vòng 2 đặt cược được không? Được luôn, được. Nếu mà trực quan của mình á, ngay từ đầu á, mà tốt á, là đặt cược liền. Còn chơi để luôn. Mà về sau á, một hồi á, xáo trộn tùm lum á, là mình không biết đâu luôn.
đặt đi em. Thôi để chút nữa đi. Tại vì hả em thấy hả lộn xộn tùm lum trong đầu đang em. Lộn xộn luôn. Mới về mình đã có quyền để phòng hai là cười cũng được. Ban đầu em cũng khá là tự tin, xong nói hồi cái em thấy ai cũng có thể là chồng của ai cũng có thể là vợ của ai. Thưa quý vị, như vậy là hai đội chơi cũng đã cảm nhận được cặp vợ chồng thật nào rồi, nhưng mà đó chỉ là cảm nhận thôi, chúng ta vẫn chưa biết điều gì cả. Chúng tôi sẽ quay lại một vài phút nữa quý vị nhé.